Thiết lập tăng đoàn ở phương Tây. Chúng tôi đã có một khóa thiền thất và hầu như sư phụ đã ngồi suốt cùng với chúng tôi. Nhưng thật ra thì giống như giữ trẻ vậy đó. Ngài đã nấu ăn, kể chuyện, ngâm thơ cổ Trung Hoa và tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi. Từ khóa thiền thất ấy, Ngài muốn chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn là chúng tôi nghĩ. Ngài luôn nói, mỗi người trong quý vị, nếu quý vị dụng công siêng năng thì có thể đạt được sự khai ngộ chân chánh. Và điều Ngài nói này quá khác với phong khí thời mạt Pháp, với kiểu suy nghĩ như là, ôi, đây là thời mạt Pháp, không ai có thể giác ngộ được đâu. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là niệm danh hiệu Phật thì chúng ta có thể vãng sanh cực lạc. Nghe thật quen thuộc phải không? Nhưng Hòa Thượng thì không suy nghĩ như thế. Ngài luôn nói với quý vị có thể làm được. Nếu quý vị tu hành siêng năng, quý vị sẽ được khai ngộ. Nhưng quý vị biết, qua mỗi khóa tu, nếu quý vị không đạt được sự giác ngộ lớn thì quý vị cũng sẽ có được sự giác ngộ nhỏ. Và chúng tôi đã có một khóa thiền thất trong một tuần và thật là tuyệt vời. Trước khi quay trở về thành phố Sento, đa số chúng tôi đều ở Sento. Cũng có một số người đến từ vùng vịnh, tất cả đều là người Tây Phương. Chúng tôi đã quyết định hỏi sư phụ liệu chúng tôi có thể quay lại vào mùa hè và tổ chức một hoặc hai tuần thiền vào mùa hè hay không. Thế là chúng tôi đi hỏi Ngài. Ngài bảo, ừ được, tốt thôi. Nhưng tại sao các con không đến hết luôn cả mùa hè thay vì chỉ một hay hai tuần? Và tôi nhớ lúc ấy mình đã thầm nghĩ, ôi, tôi gần như không vượt qua được tuần thiền này nữa, thì làm sao mà tôi vượt qua được suốt cả mùa hè chứ? Tuy nhiên, tôi chắc chắn là đa số những người khác đã có nhiều căn lành hơn tôi. Vì thế chúng tôi đang khá lưỡng lự về việc chúng tôi có thể thực hiện điều này hay không. Và Ngài đã thuyết phục được chúng tôi. Và thế là tất cả chúng tôi đều quay trở lại vào mùa hè để học kinh điển lần đầu tiên và dự khóa tu thiền. Khóa tu học đó thật tuyệt vời và đã chuyển hóa với kinh nghiệm làm thay đổi cuộc đời. Theo tôi nghĩ, đối với mọi người hiện diện ở đó, khi tham dự một khóa tu học lâu hơn thì sẽ được cân bằng hơn. Như khóa thiền mùa hè thì quý vị có khoảng thời gian dài hơn để thay đổi được thói quen của mình. Vì thế có được phẩm chất lâu bền cho quãng đời còn lại của mình, mà đôi khi những khóa tu học gấp gáp hơn thì có thể không đạt được. Nếu như quý vị đọc toàn bộ những lời chú giải từ Kinh Lăng Nghiêm thời khóa tu mùa hè đó, quý vị sẽ thấy Hòa Thượng không chỉ diễn giải Kinh Lăng Nghiêm mà Ngài còn thâu nhận nhóm thanh niên Mỹ này, những người không biết chút căn bản gì về Phật giáo như nghiệp chướng, giới luật, và Ngài đã dạy Phật Pháp cơ bản mức độ căn bản cho việc học Phật Pháp và thực hành đối với nhóm này. Như thế, không chỉ có diễn giải kinh thôi mà quý vị đã thấy rất rõ trong bối cảnh này, Hòa Thượng đã dạy Phật Pháp theo phương cách mà đã chuyển hóa rất nhanh cuộc đời của những ai hiện diện ở đó. Thế là vào cuối mùa hè ấy, đa số mọi người tham dự ở đó đều quy y, hầu hết mọi người đều thọ ngũ giới và chuyển từ lối sống ăn chơi phóng đãng sang lối sống rất thanh tịnh trong vòng 3 tháng. Điều này thật phi thường. Và rồi trong nhóm này, có 5 người đã xuất gia đầu tiên. Đó là thực sự sự khởi đầu của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Hòa Thượng giảng ở Hồng Kông vào năm 1974. Rồi cuối cùng, có người đã yêu cầu tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm. Đó là hàng loạt bài giảng khóa tu mùa hè. Có hơn 30 người Hoa Kỳ đến tham dự. Hơn 30 người. Đó là những sinh viên đại học. Một số thì đang theo học thạc sĩ, một số thì đang theo học tiến sĩ. Tất cả họ đều đã đến nghe Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Trong suốt 96 ngày ấy, thời khóa biểu hàng ngày là từ 5 giờ sáng bắt đầu đến 10 giờ tối. Trong suốt 96 ngày, chúng tôi chỉ nghỉ ngơi vào những ngày thứ bảy, nhưng chỉ nghỉ nửa ngày thôi. Vào những ngày thường, không có thời gian nghỉ giải lao dù chỉ 5 phút. Chỉ toàn là những bài giảng kinh liên tục. Khi tôi bắt đầu giảng Kinh Lăng Nghiêm lần đầu tiên thì mỗi ngày chỉ giảng một lần. Và cứ ở tốc độ này, sau khoảng mười mấy ngày, tôi cảm thấy tôi không thể hoàn tất được việc giảng Kinh Lăng Nghiêm trong vòng 96 ngày. Không thể giảng xong. Hai lần mỗi ngày,
mỗi lần giảng 2 giờ. Và rồi sau mười mấy ngày nữa, tôi thấy kinh Lăng Nghiêm quá dài, nên vẫn không thể hoàn tất việc giảng kinh này được. Thế là sau đó, tôi giảng 3 lần mỗi ngày. Cuối cùng thì vào tháng cuối, tôi lại thấy mình vẫn không thể giảng xong, nên tôi tăng lên 4 lần giảng mỗi ngày. Chính tôi đã giảng 4 lần mỗi ngày. Có thể nói là trong lịch sử, có lẽ không có vị pháp sư nào giảng kinh 4 lần mỗi ngày. Tôi phải giảng hoàn tất bộ kinh này nội trong thời gian 96 ngày hè của khóa học. Những người này đến từ thành phố Sento, đang học ở thành phố Sento, sau này chuyển sang học ở thành phố San Francisco và thích đến nghe giảng kinh mỗi ngày. Và cứ như thế, cuối cùng thì vài người trong số đó họ đã xuất gia trở thành tu sĩ. Đầu tiên, 5 người xuất gia, 3 vị tỳ kheo, 2 vị tỳ kheo ni, tất cả họ đều thọ giới ở Đài Loan, thọ giới vào năm 1969, năm ấy, vào ngày Tết. Tôi đã có kế hoạch tổ chức một loạt bài giảng vào khóa mùa hè, giảng giải kinh Lăng Nghiêm. Tôi bảo họ, tôi nói, năm này Phật giáo Hoa Kỳ sẽ nở hoa, bao nhiêu đóa hoa sẽ nở, tôi nói, năm đóa sen sẽ nở như năm này. Sau khi nói điều này, đa số đã không hiểu ý tôi nói gì. Điều đó có nghĩa, sau đó 5 người đã xuất gia đi tu. Những người này, đại chúng nói, ồ, sư phụ của chúng con đã công bố vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch rằng sẽ có 5 đóa hoa sen nở năm này. 5 đóa sen sẽ nở trong Phật giáo. Bây giờ có 5 tu sĩ, như thế họ đại biểu cho 5 đóa hoa sen. Sau đó, từ từ, người đã đến gia nhập thêm vào dòng tu. Đây là lần đầu tiên có những người được chính thức xuất gia làm tu sĩ ở Hoa Kỳ, bước khởi đầu của viện thọ cụ túc giới làm tu sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.